Tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 của con giáp người tuổi hài, nhân duyên rực rỡ, hưởng nhiều điều lành. Vận trình cuộc sống của người tuổi hài nhìn chung thuận lợi khi bước sang tháng giáp tỷ này. Bạn luôn có cách phòng ngừa rất rõ có thể xảy ra nên đảm bảo được an toàn cho nhiều khía cạnh của cuộc sống. Bạn mệnh là người có phong cách độc đáo thông minh, lanh lợi, có tài, hài hước. Quan trọng là bạn giao tiếp rất hay và có cơ hội để phát triển mở rộng quan hệ bạn bè hợp tác trong tháng mới này. Có điều kiện cực thuận lợi trong tháng 11 âm lịch lợi nhuận phần của bạn có được nhiều hậu thuẫn và phần lớn là do tính cách của bạn hài hòa, dễ chịu, luôn biết nghĩ cho người khác. Trường sinh nhập mệnh tính cách của bạn trong tháng này có thể thu phục được lòng người khi mà bạn luôn nhẹ nhàng thể hiện sự thấu hiểu lắng nghe người khác. Không chỉ dừng lại ở đó, việc này còn tăng thêm phúc lộc con cái có lợi ích cho sự sinh nở của bản mệnh trong tháng 11 âm lịch. Lại thêm sự xuất hiện của tam hồi nên bản mệnh đi đâu cũng được giúp đỡ nhiệt tình, thậm chí người lạ cũng sẵn sàng hỗ trợ khi bạn gặp khó khăn. Dường như lòng tốt của bạn trong quá khứ đã tạo nên những mối nhân duyên tốt đẹp ở hiện tại. Là người ưu tiên, một môi trường sống an toàn, thoải mái, cộng thêm với sự nâng đỡ của Thái Dương các tinh nên công việc của người tuổi hài luôn có người chỉ dẫn nhiệt tình. Không những thể, những tồn động trong quá khứ cũng được lần được xử lý trong thời gian ngắn. Nhân duyên của con dép này rất tốt, nhất là khi thiên diêu chủ về đào hoa khiến cho người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng cực kỳ thú vị, thậm chí có người say trong những cảm xúc mới mẻ mà người ấy mang lại xem tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023 cho con giáp người tuổi hài luận về các phương diện trong cuộc sống. Một luận về phương diện công danh sự nghiệp. Bước sang tháng giáp tỷ này, bản mệnh có cả cơ hội và thách thức trong con đường sự nghiệp của mình. Tháng này, bạn sẽ không hài lòng với hiện trạng mà sẽ thử thách những lĩnh vực cấp cao hơn. Bạn sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ công việc ban đầu của mình may mắn là có rất nhiều sự hỗ trợ từ nhiều phía. Thế nên có thực hiện mọi điều mới mẻ gì cũng không ngần ngại, hãy tự tin tiến bước. Thiên ẩn mang tới nhiều lợi ích, bản mệnh tha hồ thể hiện sức sáng tạo của mình nhất là những người đang theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, hội họa, bạn còn có nhiều cơ hội thăng hoa trong công việc của mình hơn. Thời gian này những việc khó khăn cũng hóa thành dễ dàng trong phút chốc. Ở cấp độ ý thức và cấp độ chuyên môn, bạn rất xuất sắc và có khả năng học tập. Những ai làm lĩnh vực nghiên cứu sẽ thu thập được nhiều thông tin thú vị và có giá trị. Người làm công ăn lương tuy không tham vọng nhưng sự chăm chỉ của bạn được ghi nhận. Có thể thấy thời gian này giành được sự chú ý của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp bằng nỗ lực của bản thân. 2. Luận về phương diện tài chính Tháng nay, nguyệt lệnh trường sinh dự báo điều kiện tốt cho tiền bạc sinh sôi nảy nở. Thế nên bản mệnh đang có kế hoạch gì muốn thực hiện thì nên bắt tay hành động càng sớm càng tốt. Tháng nay cũng khá lý tưởng về mặt tài chính, đầu tư dễ dàng thu được lợi nhuận sẽ là thẳng có lợi cho khí cạnh tiền bạc đối với những ai kiên nhẫn đi tìm kiếm cơ hội, không ngừng sai và sợ rút kinh nghiệm suốt trong những tháng vừa qua. Những ai đang muốn bắt đầu kinh doanh thì có thể tập thành một khoản tiền nhỏ, dù thế nào cũng không nên quá vội vàng bỏ sổ tiền lớn cho bản thân thuận lợi đủ đường tẩy nhẹ. Mặt khác, bản mệnh vẫn cần phải phát triển thói quen quản lý tiền bạc trong cuộc sống hàng ngày, kiểm soát thu nhập của mình một cách hợp lý và duy trì chiến lược đầu tư tương đối ổn định. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo trong tháng mới, vận trình tình duyên của người tuổi hại vô cùng rực rỡ, bản mệnh có sức hấp dẫn đối với người khác giới nên việc ai đó bị bạn thu hút trong những buổi đầu gặp gỡ là hoàn toàn có thể xảy ra. Người độc thân đừng ngại ngần mà không mở lòng mình để đón nhận những cảm xúc mới mẻ này. Hãy để những chuyện cũ lùi vào dĩ quản, tự cho mình cơ hội khác tốt đẹp hơn. Nhất là những người tuổi hội có năng khiếu nghệ thuật thì càng có cơ hội được tiếp cận những đối tượng tiềm năng có điều kiện tốt. Họ yêu thương và muốn chăm sóc bạn. Tuy nhiên, cho dù cảm xúc hiện tại rất đáng trân trọng nhưng đừng vội vàng rơi vào tình cảm một cách mù quản để nhẹ những cặp đôi có kế hoạch cửa sinh trong thời gian này, cả hai hảo hức cho những dự định tốt đẹp về chung một nhà. Trong khi đó, nhiều cặp vợ chồng đón tin bầu bị sinh nở trong tháng 11 âm lịch này. 4. Luận về phương diện sức khỏe May mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi hại vẫn ở vào mức ổn định Quan trọng là bản mệnh giữ được nhịp điệu đều trong cuộc sống của mình, có được sự bình an nên hạn chế được vấn đề thân bệnh cũng như tâm bệnh có thể xảy ra vào tháng giáp tỷ này. Thời tiết lạnh, bạn nên có biện pháp phòng ngừa cảm lạnh khi chuyển mùa. Chọn những trang phục phù hợp, đừng quên xem dự báo thời tiết trước khi ra khỏi nhà. Việc tập thể thao sẽ khó khăn hơn, bạn cần điều chỉnh thời gian và mức độ sao cho hợp lý. Ngoài ra, ưu tiên ăn những đồ ấm, nóng, nhiều dinh dưỡng giúp nâng cao khả năng miễn dịch cho cơ thể, như vậy bệnh tật sẽ tự nhiên tránh xa. Cẩm nang phượng phận cho từng tuổi hài vào tháng 11 âm lịch năm 2023 như sau. 1. Tuổi Kỷ Hợi, sinh năm 1959, mệnh Mộc năm sao thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết. Sai ở đâu, sợ ở đó, đừng để mọi thứ đổ dồn khiến bạn lúng túng. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi mẫu, màu sắc may mắn, màu nâu, màu trắng. Hai, Tuổi Tân Hải, sinh năm 1971, mệnh kim. Năm sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, khẩu quyết, nên tận dụng triệt để vận may mà mình có được quý nhân phù trợ tuổi môi tuổi tuất tiểu nhân tuổi mão tuổi sửu màu sắc may mắn màu hồng màu vàng ba tuổi quý hợi sinh năm 1983 nghìn thủy năm sao thái dương nữ sao thổ tú khẩu quyết khuyên bạn đừng ngại thừa nhận một số khuyết điểm của bản thân quý nhân phù trợ tuổi thân tuổi ngọ tiểu nhân tuổi tỵ tuổi sửu màu sắc may mắn màu xanh lá màu vàng 4 tuổi, ất hại sinh năm 1995, mệnh hỏa. Năm sao, thổ tủ, nữ sao phân hận, khẩu quyết, càng thể hiện sự độc lập bạn càng có cơ hội học nhiều hơn. Quý nhân phù trợ tuổi giàu, tuổi tốt, tiểu nhân, tuổi dân, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu đỏ, màu vàng. Năm tuổi Đinh Hải, sinh năm 2007, mệnh thổ, năm sao Thái Âm, nữ sao Thái Bạch, hãy thành thật với cảm xúc của mình, không nên nói dối. Quý nhân phù trợ tuổi tốt tuổi tỵ, tiểu nhân tuổi thìn tuổi ngọ, màu sắc may mắn màu trắng, màu đỏ.